Quý vị đang theo dõi tin tức Hoa Kỳ và Thế giới trên kênh BTV Epoch Times. Trong bản tin ngày hôm nay, xin gửi đến quý vị và các bạn nội dung chính sau. Cựu Tổng thống Trump công bố kế hoạch trở lại Tòa Bạch Ốc để sa thải các công tố viên cánh tả cực đoan đang hủy hoại Hoa Kỳ. Nóng, FBI bắt được nghi can trong cuộc điều tra rò rỉ tài liệu mật. Và sau đây là nội dung chi tiết Thưa quý vị, trong một video chính sách chương trình nghị sự 47 mới, cựu tổng thống Donald Trump đã cam kết khôi phục công lý ở Mỹ, chấm dứt việc vũ khí hóa tham nhũng trong hệ thống tư pháp của chúng ta bởi các công tố viên theo chủ nghĩa nguy hiểm. Không có mối đe dọa nào đối với lối sống của người Mỹ nghiêm trọng hơn sự tham nhũng và vũ khí hóa hệ thống tư pháp của chúng ta và nó đang xảy ra xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta không thể khôi phục luật pháp công bằng và vô tư, chúng ta sẽ không phải là một quốc gia tự do. Trump sẽ bổ nhiệm 100 luật sư Hoa Kỳ, những người sẽ là đối lập hoàn toàn với các luật sư quận Soros. Những người đang phá hủy nền pháp quyền ở Hoa Kỳ, đại tu bộ tư pháp và ra lệnh điều tra sâu rộng về quyền công dân đối với các luật sư quận làm một phần của nỗ lực này nên có một cuộc điều tra cấp liên bang về công tố viên soros ở austin texas người đã buộc tội một cựu chiến binh giết người vì đã tự bảo vệ mình trước mối đe dọa của một thành viên được vũ trang mạnh mẽ của một đám đông cánh tả cực đoan khi tổng thống trump trở lại tòa bạch ốc ông sẽ ra lệnh cho bộ tư pháp thành lập lực lượng đặc nhiệm bảo vệ quyền tự vệ kế hoạch mới cũng sẽ đối đầu với sự cực đoan hóa của các trường luật mỹ để mà chống lại cuộc thanh trừng đảng bảo thủ tại các công ty luật. Sau đây là bản ghi tin nhắn video của cựu Tổng thống Trump. Không có mối đe dọa nào đối với lối sống của người Mỹ nghiêm trọng hơn sự tham nhũng và vũ khí hóa hệ thống tư pháp của chúng ta, và nó đang xảy ra xung quanh chúng ta. Nếu chúng ta không thể khôi phục được luật pháp công bằng và vô tư, chúng ta sẽ không phải là một quốc gia tự do với tư cách là tổng thống nhiệm vụ của cá nhân tôi là khôi phục lại quy mô công lý ở mỹ chúng ta sẽ có sự công bằng và bình đẳng trước pháp luật để đạt được mục tiêu đó tôi sẽ bổ nhiệm các luật sư hoa kỳ những người sẽ đối lập hoàn toàn với các luật sư quận soros và những người khác đang được bổ nhiệm trên khắp hoa kỳ rất không công bằng với dân số của chúng tôi rất bất công cho đất nước chúng ta họ sẽ là 100 chiến binh pháp luật dũng mạnh nhất chống lại tội phạm và tham nhũng mà đất nước này từng chứng kiến. Khi chúng tôi đại tu hoàn toàn Bộ Tư pháp Liên bang và FBI, chúng tôi sẽ tiến hành các cuộc điều tra sâu rộng về quyền công dân đối với các công tố viên địa phương, và đó là những gì chúng tôi có. Bằng cách từ chối buộc tội vô số tội ác, những công tố viên Soros này dường như đang tham gia vào việc thực thi có chọn lọc dựa trên sự phân biệt chủng tộc bất hợp pháp tại Chicago, San Francisco, Los Angeles và mọi thành phố khác nơi những kẻ điên này đã tiếp quản. Các văn phòng của DA đã phải đối mặt với các đòi hầu tòa của liên bang đối với nhân viên, email và hồ sơ của họ để xác định xem họ có vi phạm trắng trợn luật dân quyền liên bang hay không. Là một phần của nỗ lực này, nên có một cuộc điều tra cấp liên bang về công tố viên Soros ở Austin, Texas người đã buộc tội một cựu chiến binh giết người vì đã tự bảo vệ mình trước mối đe dọa của một thành viên được vũ trang mạnh mẽ của một đám đông cánh tả cực đoan tôi cũng sẽ ra lệnh cho bộ tư pháp thành lập một đội đặc nhiệm bảo vệ quyền tự vệ đang bị bao vây trên toàn quốc ngoài ra chúng tôi sẽ có một cuộc điều tra toàn diện về việc chính quyền liên bang sử dụng các chiến thuật của cảnh sát cấp bang để bắt giữ những người bảo thủ và cơ đốc nhân Chúng tôi sẽ tìm ra ai đã ra lệnh và chúng tôi sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn. Còn nhiều điểm nữa mà chúng ta phải làm, chúng ta phải đối mặt với luật cực đoan này trong trường học. Bạn hãy xem họ đã làm gì với trường học của chúng ta, những ngôi trường xinh đẹp của chúng ta. Chúng ta phải cải cách các đoàn luật sư cực tả và ngăn chặn việc thanh trừng các luật sư bảo thủ khỏi các công ty luật lớn. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để cứu hệ thống pháp luật của chúng ta trong số những thành tựu vĩ đại nhất của nền văn minh phương Tây và chúng tôi sẽ làm điều đó, chúng tôi sẽ cứu nó. Cảm ơn rất nhiều. Chúng tôi đồng ý không có gì cấp bách hơn việc thiết lập lại pháp luật Hoa Kỳ. Chúng ta phải giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2024 để cứu đất nước này. Các đặc vụ FBI đã bắt giữ Jack Douglas Teixeira về bên quốc gia không quân Massachusetts tại một ngôi nhà ở North Dayton, Massachusetts Hôm thứ Năm, liên quan đến một kho tài liệu mật đã bị rò rỉ trực tuyến trong những tháng gần đây. Tổng trưởng lý Mary Gatlin cho biết Tixera, 21 tuổi, đang bị điều tra về cáo buộc loại bỏ, lưu giữ và truyền trái phép thông tin quốc phòng mật. Tixera, người đã gia nhập lực lượng phòng không quốc gia vào tháng 9 năm 2019, đã có giấy phép an ninh cấp cao nhất do chính phủ liên bang cấp cho thông tin mật, theo một email nội bộ của Bộ Quốc phòng được Fox News xem xét. Theo một tài liệu nội bộ khác của chính phủ, giấy phép an ninh và quyền truy cập vào các hệ thống chính phủ được phân loại của hắn đã bị thu hồi. Teixeira gần đây nhất đóng quân tại Căn cứ Vệ binh Quốc gia Không quân Otis với tư cách là thành viên của cánh tình báo 102. Đơn vị này cho biết anh đã được thăng cấp lên Airman First Class vào tháng 7 năm ngoái. FBI đã bắt đầu giám sát Teixeira liên quan đến vụ rò rỉ trước thứ Năm nhưng buộc phải đẩy nhanh kế hoạch bắt giữ anh ta sau khi New York Times xác định anh ta vào tối thứ tư một nguồn tin tóm tắt về cuộc điều tra nói với Fox News. Báo cáo đó của New York Times đã nêu tên Teixeira là thủ lĩnh của một nhóm Discord có tên là two Central, bao gồm khoảng 20 đến 30 thanh niên. Theo báo cáo, Teixeira bị cáo buộc bắt đầu chia sẻ các tài liệu mật với nhóm tư nhân trong những tháng gần đây, nhưng vụ rò rỉ đã thu hút sự chú ý rộng rãi hơn sau khi một thành viên khác chia sẻ chúng trên một diễn đàn công cộng. Các nhà điều tra không tin rằng vụ án kết thúc với Teixeira và đang xem xét những người khác có thể liên quan. Một nguồn tin nói với Fox News. Lực lượng vệ binh quốc gia cho biết trong một tuyên bố rằng họ nhận thức được vai trò bị cá buộc mà lực lượng vệ binh quốc gia không quân Massachusetts có thể đã thực hiện trong vụ rò rỉ tại liệu mật gần đây từ lầu năm góc. Vệ binh quốc gia rất coi trọng vấn đề này và sẽ hỗ trợ các nhà điều tra, Vệ binh quốc gia cho biết trong một tuyên bố, an ninh quốc gia là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi và bất kỳ nỗ lực nào nhằm phá hoại nó đều làm tổn hại đến các giá trị của chúng tôi và làm suy giảm niềm tin giữa các thành viên, công chúng, đồng minh và đối tác của chúng tôi. Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Brick, tướng Pat Reader, gọi vụ rò rỉ là một hành động tội phạm có chủ ý, nói rằng danh sách phân phối thông tin mật đang được xem xét. Reader cho biết trong một cuộc họp báo hôm thứ Năm, Chúng tôi giao cho các thành viên của mình rất nhiều trách nhiệm ngay từ khi còn rất sớm. Bạn đã được huấn luyện và bạn sẽ hiểu được các quy tắc và yêu cầu đi kèm với những trách nhiệm đó. Đồng thời bạn phải tuân thủ các quy tắc quy định và trách nhiệm đó. Đó gọi là kỷ luật quân đội. Và trong một số trường hợp, đặc biệt là khi nói đến thông tin nhạy cảm, đó cũng là về luật pháp. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Colin Hicks đã gửi một bản ghi nhớ tới các quan chức Lầu Nam Góc vào thứ Ba, cảnh báo các nhân viên không được rò rỉ thông tin mật hoặc là tải xuống các tài liệu mật từ các nguồn không được mật. Hicks đã viết trong bản ghi nhớ như sau, không truy cập hoặc tải xuống các tài liệu có đánh dấu được phân loại từ các trang web không được phân loại, từ nhà riêng hoặc cơ quan, vì dữ liệu có thể được phân loại, nó có thể được liên kết với các yếu tố nước ngoài thù địch, hoặc nó có thể chứa mã độc hại, hoặc là khả năng nhúng có thể gây ra mối đe dọa trên mạng vào hệ thống thông tin của chúng tôi. Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng ra lệnh xem xét lại các thủ tục tiếp cận, trách nhiệm và kiểm soát thông tin tình báo để đảm bảo rằng những rò rỉ như thế này sẽ không xảy ra nữa. Có thể thấy sự hiện diện đông đảo của cảnh sát vào thứ Năm tại khu phố yên tĩnh của Teixeira ở North Dayton, một thị trấn nhỏ cách Boston khoảng 35 dặm về phía Nam. Đây là nơi tôi sống, vì vậy thật điên rồ khi thấy tất cả những điều này đang diễn ra ở đây, một thành viên của cộng đồng nói với Fox News Digital hôm thứ Năm. Tôi không biết cha mẹ của họ, nhưng tôi biết Tessera vì con trai tôi. Họ đi xe buýt trường học cùng nhau. Họ đã sống ở đó một thời gian dài và rõ ràng là một phụ huynh. Tôi cảm thấy kinh khủng cho họ. Joe Biden cho biết trước đó vào thứ Năm rằng Hoa Kỳ đang tiến gần đến việc tìm ra người chịu trách nhiệm làm rò rỉ các tài liệu mật của Lầu Nam Góc mà Bộ Quốc phòng đã mô tả là có chứa tài liệu nhạy cảm và được phân loại cao. Biden nói với các phóng viên trong chuyến đi tới Ireland: "Tôi không thể cung cấp thông tin cập nhật ngay bây giờ. Có một cuộc điều tra toàn diện đang diễn ra với cộng đồng tình báo và bộ tư pháp và họ đang tiến gần đến. Tôi không có câu trả lời cho bạn. Các tài liệu mật bị rò rỉ chủ yếu liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga, nhưng cũng bao gồm thông tin tình báo về Trung Quốc, Trung Đông và cơ quan gián điệp Mossad của Israel, cũng như các nhà lãnh đạo thế giới." Các quan chức quốc phòng Hoa Kỳ trước đây đã nói với Fox News rằng vụ rò rỉ này có thể lớn hơn Snowden về thiệt hại đối với tình báo và các mối quan hệ đồng minh. Tissera dự kiến sẽ hầu tòa lần đầu tiên vào thứ Sáu từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều, một nguồn tin từ Văn phòng biện lý Hoa Kỳ, quận Massachusetts cho biết.